Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh Đồ Gỗ La Xuyên. Trên hình chúng ta xem đây là một chiếc bàn thờ. Với bàn thờ này thì có chiều cao là 1m27 và chiều dài là 197. Chiều sâu của nó là 97cm. Bàn thờ này chúng tôi lắp lên trước cửa hàng. Và cửa hàng là số 52 đường sắt khu công nghiệp La Xuyên, Điền Ninh. Song song với đường tàu và giáp với tuyến quốc lộ 10 chạy từ đây là hướng từ Ninh Bình ra Nam Định. Phía này là phía lối cổng làng Lý Sa Hạ đi vào lại đây chừng 100m. Và khi quay chiếc bàn thờ này thì tôi muốn giới thiệu để khi mà mai này được giao vào Bình Định thì quý khách hàng ở Bình Định sẽ xem cách thức cũng như là hướng dẫn chi tiết theo cái những cái đánh dấu ở đây cho nó dễ. Trước tiên là các cái góc bao loan thì đều được khoan chốt ở bên dưới này. Dưới này là đều được làm một cái chốt cả. Chính vì vậy cho nên là các cái góc này chúng tôi có đánh dấu bằng cái mực nhỏ màu mực đỏ. Nên là sau này các bác cứ việc tìm đúng cái vị trí của nó là lắp được các cái đinh chốt này xuống. Thì đấy là cái điểm đầu tiên về chiếc bàn thờ này. Theo nguyên tắc thì những cái gì mà gắn sau thì chúng ta như bây giờ chúng tôi lắp đặt vào, tức là chúng tôi tháo ra trước thì khi lắp đặt vào thì lại cho lên sau cùng. Và điều đầu tiên đó là khi mà tháo đặt chiếc này ra, đó là chúng tôi phải nâng các cái phần bao loan lên trước thì sau này phần bao loan này sẽ được lắp sau cùng. Tiếp theo sẽ là phần mặt. Phần mặt là cái phần từ đây trở lên. Và ở đây nó có những cái phần hèm. Bây giờ ở đây chúng ta nhìn thấy, ta chỉ đến cái hèm ở xung quanh này là để cho nó không bị hở ra. Nó bén khít và nó cũng là một cái điểm để mà nó giữ cái mặt bàn thờ không trôi ở phía trước. Thì cái phần mặt bàn này nó là riêng. Chúng ta sẽ nâng tiếp cái phần mặt bàn này lên. Và các bác nhớ cho đấy là những cái phần thao tác mà phải làm ngược lại. Còn một cái phần quan trọng nhất mà chúng ta làm lúc ban đầu khi mà lắp đặt, tôi sẽ xin hướng dẫn chi tiết hơn như này. Thì đây là sản phẩm được lắp đặt lên để cho tôi hướng dẫn. Thì các bác ở xa và cũng như thông lệ thì có thể không biết được cái chi tiết, sau này sẽ khó khăn trong cái quá trình lắp ráp. Thì ở chỗ này nó có cái phần mộng. Phần mộng này thì chúng tôi làm tương đối chắc. Và khi mà vào mộng thì tức là nhấc cái phần mặt ở bên trên ra, phần mặt ở bên trên này thì nó sẽ là một cái phần quay. Phần quay gồm có cái vế, đó là vế trước ở đây, gồm có dạ và chân tiền. Đó là một vế, hai cái chân này hai bên này, và cái dạ là một vế này. Hai cái dạ ngang kèm theo cái chân hậu này là hai vế hai đầu. Và nó được liên kết, và đây là một cái xà hậu. Thì trên mỗi chiếc xà này chúng tôi có đánh dấu, đây là H1. Thì cái xà nó cũng sẽ có số H1. Và ở đây nữa, phần này đó này, phần này là phần đánh dấu T1, thì đây là T1 này, vào với nhau. Sau đó các bác sẽ lắp ghép cái mộng này và phải dùng một cái búa, một cái vật tương đối nặng một chút để nó dễ vào mộng hơn. Các bác sẽ gõ vào ở phía bên này, đây từ phía này, từ chỗ này. Điểm tay tôi chỉ ở đây ra, hoặc là vỗ ngược lại theo chính cái điểm này. Đây là các cái mộng này còn nó bén khít, nhưng mà đây nó sẽ là cái mộng này và tất cả cái hèm ở đây này. Thì các bác sẽ lắp gá nó vào và giữ ở phía sau, rồi dùng một cái miếng như là miếng gỗ mà có bọc giấy
để chúng ta chống nó bị chống cái sơn này nó không bị hỏng sơn, hư sơn. Thì dùng một cái lực ở đây để giặt, tức là cái búa khoảng 5 cân, sau đó là giặt nhẹ lên trên cái miếng gỗ bọc giấy để chống xước sơn. Đó, vì cái mộng của chúng tôi nó rất chắc, mộng nó chắc thì thông thường thì cũng không cần thiết phải làm những các cái ke ở trong. Thế nhưng ở đây thì như chúng ta vừa xem đây, khi mà vào mộng nó hết rồi, nó bén rồi thì sẽ bắt những con vít này lại cố định, bởi vì đây là chúng tôi sẽ để cố định như này, hai cái này tháo ra để tháo lại ra, và đến lúc khi nào mà nó lắp đặt xong rồi thì vào mộng rồi thì sẽ bắt cái vít này vào để cho nó vừa cố định cũng như là nó sẽ chắc chắn hơn, để cho nó chiếc bàn thờ nó không tự động ra được nữa. Bên đây tương tự như thế. Đó là những cái điểm mà chúng tôi cần hướng dẫn với những các cái ký hiệu như thế này, theo số của nó này. Đây là T2 thì đây là T2 này. Đó, còn bên này thì nó cũng có những cái ký hiệu màu đỏ đấy, thì các bác sẽ xem cái đó là làm cái lúc vào cái xà hậu này. Thì khi mà lắp hai vế này thì chúng ta cũng nên vào xà hậu luôn. Tức là khi mà lắp gá chưa đóng lại cho nó chặt thì cũng nên vào cái xà hậu thế này, nó thành một cái quây tròn xung quanh. Và tiếp theo là công đoạn là vào mộng cho nó bén lại, rồi là bắt vít lại là xong. Nhân tiện ở dưới phần chiếc bàn thờ này thì tôi cũng xin quay ở phía trên một chút, vì ở đây là phần trên, và những cái phần này thì thông thường thì ít khi được làm lót cẩn thận như thế này. Nhưng ở đây thì chúng ta nhìn thấy là được lót hết sức là cẩn thận và có một cái độ bóng. Mặc dù là sơn lót nhưng mà nó đã tương đối bóng và có một chút màu nữa. Thì chiếc bàn thờ này là một loại làm cẩn thận từ trên đến dưới, và chúng ta đang nhìn thấy ở trên màn hình đây, nó rất là trong bóng, sạch sẽ cả phía trong. Từ những chiếc dạ này cũng vậy, ở đây cũng vậy, rất là nhẵn nhụi và sờ thì nó cũng rất là mát tay. Rồi, tương tự như thế thì chúng ta nhìn thấy ở phía trong, phía ngoài của các cái chân rất là sạch sẽ, và điều đó thể hiện cái sự cẩn thận của cơ sở chúng tôi trên những cái sản phẩm hàng đặt như này. Mặc dù là các bác ở rất xa không đến trực tiếp được, như vậy là chúng ta vừa xem xong cái cách hướng dẫn mà tôi hướng dẫn để các bác khi mai mốt này sản phẩm vào được đến Bình Định thì các bác sẽ tự lắp đặt, cũng chả cần phải là cầu kỳ như là thợ mộc hay là ai đó phải là biết lắp, mà người nào cũng có thể lắp được. Sau khi lắp phần quay thì chúng ta với lại tra phần mặt lên trên, và chỉ lưu ý đó là cái phần mặt này thì nó sẽ có các cái gờ xung quanh, thì chúng ta cho làm sao để cho nó xuống gờ. Đôi khi nếu như phần quay nó hơi méo thì nó sẽ bị kênh lên một chút, thì chúng ta phải điều chỉnh lại phần quay cho nó vuông vức ra, thì nó sẽ tự khắc nó sẽ xuống được với các cái phần hèm ở xung quanh cái vai này. Và như vậy là chiếc bàn thờ của chúng ta sẽ xong vị trí khi đậy mặt xong và để bao loan lên như thế này. Như thế là chúng ta vừa xem xong một số cái hướng dẫn và có như hình ảnh bên trong và bên ngoài của chiếc bàn thờ gỗ vụ với thể loại hàng tiêu chuẩn cao và có cái từ thẩm mỹ đến chất lượng. Tôi xin tạm dừng clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip khác tiếp theo sau.